chào mọi người trở lại với kênh Máy Ấm Canada. Chỗ mọi người mới qua cho coi coi cục cưng. Cục cưng là hả? Yeah. So what do you say about that one? No, that's one. Làm gì à con gái? Giờ con gái đi đâu à? Hôm nay bây giờ ba cho con đi chơi đây. Ba để cho con đi chơi mà má mi phải đi làm. Đó. What? À tại vì yeah, má mi đi làm. Ba sẽ chở má mi. À, ông xã sẽ chở mình lên công ty, thấy công ty mình làm việc rồi ba cho con sẽ đi bơi và sẽ cùng nhau trải qua một ngày thứ bảy cuối tuần ba cho con nữa mọi người ơi. Thì tại vì cái network nó không có vô trong cái máy của mình, bắt buộc mình phải lên trong công ty làm vài tiếng đồng hồ rồi mới về. Ok, hẹn gặp lại mọi người. Let's go. Con chào mommy á hả? Con quay đi cho mommy á hả? Ok. Let's go. Đây, bây giờ garage sạch sẽ quá đi. Thơm, rất là thơm nha mọi người. Ở ngoài garage rất là thơm. See, garage rất là sạch sẽ luôn. Ba ba đã đậu xe vô rồi. Tại mình có rửa chén bằng cái thơm á, cho nên rất là thơm luôn. Hello mọi người. Hôm nay thì mình cũng hôm nay là cuối tuần đó mọi người, mà mình phải lên công ty làm việc, tại vì ở nhà cái network mà vô cái điều tài khoản công ty ấy, nó không có vô, cho nên mình phải lên công ty mình xài cái internet của công ty thì nó mới vô. Cho nên hôm nay thứ bảy mà mình phải lên công ty, và từ đây trở đi là cứ mỗi lần mà mỗi ngày đều phải lên công ty ít cũng phải mấy tiếng để làm một số công việc mà mình cần cái network đó đó mọi người. Giống như có những cái mình không có cần cái mạng của mấy cái website của công ty thì mình làm ở nhà được, mà nhưng mà có những cái mà mình cần phải vô những cái trang web của công ty thì bắt buộc mình phải lên công ty mình mới làm được. Hồi xưa thì không có, mới đây mình có một số trục trặc về vấn đề đó, cho nên bây giờ phải đi lên công ty làm. Thì trong khi mình đi làm thì ba cha con sẽ đi bơi. Với lại ở sao giờ ông xã lấy mấy cái đồ mà bữa mình dọn cái garage nè mọi người, mấy cái đồ rác thì liền rồi. Rồi bây giờ là mấy cái đồ mà để donation á, như lại mấy cái ở bên đây lon rồi mình uống khi mà mình mua đó là mình phải trả tiền cái deposit của cái chai. Tất nhiên là mình mua một thùng Pepsi đi là 3 đồng đi, mình nói thí dụ thì nó có chạc sẵn luôn một cái tiền mấy cái lon luôn mọi người. Tất nhiên là mình mượn cái lon đó về xài ấy nha. Thì nếu mà mình mượn cái lon mình về xài thì mình uống xong á mà mình không có liệu, mình cất ở nhà rồi mình đem đi mình bán lại, mình gọi tự là bán á, chứ thực sự ban đầu mình đã trả tiền rồi thì bây giờ mình lấy tiền lại thôi. Thì nếu mà người nào giữ á thì đem bán lại, còn không ấy á là mất luôn, tất nhiên là liền luôn á. Có nhiều thì người không có kỹ để riêng á thì liền luôn, hoặc là có nhiều người collection giống như chị mình với em mình á là giữ lại lon hết luôn. Rồi cuối năm như vậy rất là nhiều luôn, là cứ mỗi mùa hè như vậy là chị mình đem đi donation. Còn mình á thì mình không có donation, mình nó mình đem lại nắng mình bán. Lấy tiền rồi mình đi mua nước hay kem này kia cho mấy nhỏ ăn nhẹ nó thích. Tại vì mọi người biết làm sao không? Bây giờ nó còn nhỏ đó, nó chưa có hiểu cái vấn đề donation. Thì mình dạy nó bằng cách là giống như để dành mấy cái này lại á, để khi mình bán mình có chút tiền mình mua một cái kem cho nó ăn hay gì đó, là cái đó là cái khích lệ đầu tiên của con nít đó mọi người. Tất nhiên là mình dạy nó cũng bằng cách là giữ gìn vệ sinh, rồi phải giữ cái nào để recycle, nhưng mà đổi lại là có những phần thưởng nó thiết thực cho con nít á thì nó mới dễ đi vào cái tâm trí của nó. Còn mình nói những cái vấn đề cao siêu quá thì bây giờ cái tuổi này nó chưa có hiểu đâu, cho nên tuổi nào thì mình hướng nó đi theo cái tuổi đó. Thì bây giờ là mình nói là ok, lon nào con uống xong con để dành á, thì khi mà đi bán má sẽ mua cho con một cái phần quà giống như vậy đó, thì là nó biết, thành ra nó thích đi bán mấy cái này. Còn đến lúc mà lớn nữa thì mình sẽ hướng nó đi một cái hướng khác á mọi người. Thì đó là cái cách mà mình truyền tải lại cho con mình á, thì nó như vậy.
cái mặt mình bị dị ứng nữa mọi người, hiện giờ nó rất là khô luôn, nó khô giống như cái bánh tráng vậy đó. Nó cứ đi một cái dòng như thế này nè mọi người, nó đi một cái dòng như thế này nè. So this is it? Rất là khó chịu, DC. Thì nó Miko, today Baba gonna sell all those bottles and then you're gonna have money, either you're gonna buy a little toy or a little dessert, something like that. What? All those bottles. What do you mean? What? You're gonna sell all those empty bottles that we collected the whole year. And then? Maybe Baba gonna buy for you a little present, maybe a little something in the dollar store or maybe a dessert. Remember, every year we do that. Really? Yeah. A little? Mm-hmm. How do you know it's little? I don't know. Maybe more. It depends how much Baba gonna get the bottle. Thì đó là cái cách của nó, nhà mình năm nào cũng vậy hết. Nhưng mà chị mình nó bỏ nó thì donation hết mọi người. Thứ hai nữa là hồi xưa mình không có biết, mình không có khuyến khích nha mọi người. Cái này là dạy bản thân mình. Mình ít có khuyến khích là giống như là mình có lon ở nhà đó, có nhiều người á họ lại họ bấm chuông đó, rồi họ họ collect mấy cái lon, cái thùng đồ này, mấy cái lon á, thì để cho donate hay này đó, thì mình là không bao giờ cho như vậy hết nha mọi người. Không phải là mình tiếc mấy cái lon hay tiếc mấy cái nhiêu tiền, nhưng mà mình làm như vậy á là nó sẽ vô tình nó sẽ tạo ra một cái thói quen và tạo ra một cái ngành nghề cho những cái người mà gọi là dựa vô cái đó đó mọi người. Cứ đi đến đâu cô cũng nói là có lon không cho, đặng donation vô trường học hay donation như kia này kia. Mọi người nên nhớ nha, ở trường học ở đây không bao giờ donation vậy hết á, nó không có làm như thế đó. Thì ở đây nếu mà mình donation là giống như chị mình á, là cầm đầu của mình đến chỗ donation là mình bỏ vô đó thì nó mới chính thức là donation mọi người. Còn khi mà người ta lại nhà người ta ding dong gõ cửa này nói ok mày có thùng đồ này kia hay cái gì mà cho tao donation vô cái chỗ đó, là thực sự là mình không biết có thiệt hay không, nhưng mà đối với mình là mình không có làm như vậy, mặc dù của mấy đồng thì không bao nhiêu hết, nhưng mà vô hình chung là mình tạo ra một cái ngành nghề và một cái kiểu tự nhiên người ta nảy sinh ra một cái kiểu đó dễ kiếm tiền thực sự. Nếu mà mọi người tính đi, mỗi người mà chạy chỉ một vòng công viên, một cái khu thôi đó mọi người, một khu công viên thôi á, là gom rất là nhiều luôn. Tất nhiên là người ta sẽ làm như vậy, mà đa số là nhiều khi cái đó không phải donation mọi người. Ở bên đây donation nó có một cái hiệp hội đàng hoàng chứ không phải mà đang làm cái kiểu đó. Thì có nhiều người thì họ biết cái đó cũng không phải là chính thức là donation, nhưng mà họ nghĩ thôi kệ cho cũng được phải không. Nhưng mà mình thì không có như vậy. Không phải là mình chip nha mọi người, không phải là mình trầm sò có nhiêu mình tính, nhưng mà như mình đã giải thích đó, là mình chỉ sợ là một cái thói quen nhỏ, một cái suy nghĩ rất là đơn giản của mình, nhưng mà nó tạo ra một cái ngành nghề mà mình không có thích, cho cái tương lai này nó nảy nở ra mấy cái ngành nghề, mấy cái sự không có thiệt tình đó mình không có thích. Cho nên mình cho con mình một cái những cái món quà chút xíu khích lại thôi. Thì như mọi người thấy con của mình như vậy đó, quà khích lệ của nó rất là đơn giản mọi người, cái gì cũng hết á. Ví dụ như đi dollar store hay này kia, chứ không phải là làm gì mà có những cái món quà giống, hoặc là mình nói là làm cái đó giỏi đi hay là cái kia giỏi đi, là mới sẽ cho đi chơi ở công viên hay này nọ. Nói chung là những cái đơn giản lắm, không có nói là phải mua cho con cái iPad hay là mua cho con cái gì kia. Để mình nói lại cho ông xã nghe để ông xã hiểu. Cho nên giải thích cho ông xã, để nhiều khi ngồi trên đây cái mình nói chuyện tiếng Việt không, cái ông xã mình ốc này thờ ơ, nhờ chắc cái nó hơi cũng hơi dài dài nè mọi người, hơi dài dài giống như có hơi kéo vô đó. Mình nghĩ chắc khoảng tháng nữa mình xuống, mình trước khi vô mùa hè mình tỉa sơ đó, cái độ dài mình cũng để y chang như vậy, mà hơi trim a little bit trong cho nó có cái hơi kéo rằng nó mau dài đó mọi người. Tại vì ông xã mình thích mình để tóc dài đó, để tóc dài ra lại. Tại vì đợt vừa hổm trái quá. My hair is getting better right now, so maybe another month or two I'm gonna go to trim a little bit to have like a scissor cut so that it's grow. It's getting better. Yeah, it was better since the last Sunday. Yeah. You cut it. Làm ơn đừng có cắt nữa nha mọi người, trời ơi. Cái này nó khô rồi mọi người nghe sào sạc không, nó khô giống như bánh tráng vậy nè.
Yeah, bây giờ là phải nhưng mà hôm nay tại vì bên công ty mình nó có hai bên, một bên là bên công ty chính là bên nó sản xuất, còn bây giờ mình qua bên chỗ này nó gần nhà mình hơn là khoảng nửa đoạn đường thôi mọi người. Thì hy vọng là nó có internet thì mình vô mình có thể làm được là trong vòng nửa đoạn đường thì mình làm mau mau để mình về, tại vì rất là bất tiện mọi người, từ khi mà làm ở nhà rồi mình có internet ở nhà nó rất là tiện luôn. Nhiều khi mình làm việc á, nhiều khi ban đêm hay là bất cứ cái thời gian nào mà công ty mà nó có prompt làm gì mà nó kêu mình có thể là coi lại cái công việc á thì mình ở nhà mình có thể làm được, cho nên ví dụ như tối mình làm được hay này kia giờ nào mình làm cũng được hết, hoặc là mình đi xa ở đâu qua cái tỉnh khác hay là thành phố khác mình vẫn làm được. Còn bây giờ nếu mà trường hợp chỉ có lên công ty nó rất là bất tiện luôn mọi người, tại vì nếu mà cần mỗi lần gì nghĩa là mình phải chạy lên công ty mình mới làm được, mình phải có cái internet công ty mình mới làm được. Thì hiện giờ mình đang gặp cái sự cố của vấn đề đó đó, cho nên không có bắt buộc phải lên công ty, rất là bất tiện luôn. Thì nói chung á là khi mà mình đi làm việc mà ở công ty á thì nó có điểm lợi và điểm hại. Điểm lợi là có nghĩa là mình có thể tương tác được với những cái người nhân viên mới, nhiều khi họ vô mà mướn vô cái đợt mà 3 4 năm nay là kể như không ai biết mặt ai á mọi người, chỉ biết nhau qua cái email thôi. Thực ra nó kêu mở cái camera lên khi mà mình nói chuyện trên computer á, là nó kêu mình mở cái camera lên mà thật sự mình không có thích mở. Nhiều khi mình làm việc ở nhà mình mặc đồ ngủ đồ này kia cho nên không có tiện mở ra, thì hầu như 3 năm đến 4 năm là không có biết mặt nhau đó, rồi đi lên nó tiện được cái đó. Cái thứ hai nữa nó cũng tạo cho mình một cái sự siêng năng đó, là tới mỗi buổi sáng mình thức dậy là mình biết mình phải chỉnh chu để mình đi làm, còn ở nhà thì tiện cái nước là không có đi, không có tốn tốn xăng đi, mà ngược lại là cái con người của mình nó lè phè luôn mọi người, không có sửa soạn, không có trang điểm, không có móng tay, nói chung không có làm gì hết đó, nó biến vậy đó. Để mình order cái set móng tay bằng gel á mọi người, order riêng á, tại cái bữa trước là mình xài của chị dâu mình, để bây giờ mình kêu ông xã mình order riêng á, khi mà mình nhận được á là mình sẽ quay cho mọi người coi cái package của mình mua hàng rồi mình làm móng tay như thế nào. Ở nhà rẻ nha mọi người, mình chỉ như vậy rẻ. Thì thật ra mọi người biết sao không, thật ra có mấy cái đầu đó nhưng mà những người mà thích làm về móng tay rồi á thì họ không có thích làm tự làm đâu, thích cảm giác là đi xuống với lại cảm giác người ta làm đẹp hơn đó, cho nên người ta không có chịu. Như mình, còn mình thì không sao, mình chỉ có miễn có móng tay rồi sạch sẽ có màu mè lên là mình ok, nói chung là mình không có quá chỉnh chu về vấn đề đó, nói chung không có quá khó khăn về vấn đề đó, chi tiết ok là được. Tonight can you order for me gel nail set so that I can do like this come Where? Amazon. Maybe I'm just gonna order only the color because the machine then has it already. There's no point have two different machine, but the nails polish is all the same. I'm gonna buy different colors. Mình mua cái set giống như chị dâu mình á, thực ra nó rẻ hơn mọi người, tại vì nó lâu lâu nó sale một cái combo như vậy á, nhưng mà ác một cái có những cái màu mình không có thích rồi, mà mấy màu không thích rồi kể như là không bao giờ xài hết thì cũng bỏ đó, cho nên mình sẽ kêu ông xã order một set mà toàn là màu thôi, màu với lại mấy cái nước cần thiết thôi, còn cái máy thì có gì mình làm ấy, mình mượn của chị dâu mình qua rồi mình mua nhiều màu thì mọi người có thể share mà xài được, chứ chứ để có đống màu đó mà nhiều khi mấy cái màu xanh két màu này màu đỏ thì không làm được. Hồi xưa mình trẻ thì mình còn làm được, giờ lớn tuổi rồi mình làm mấy cái màu đó thì nó cũng kỳ kỳ. Mình thì nói đào ngay màu cam nè, màu đồng nè, mình thích mấy cái màu mà màu cam đồng á mọi người, giống như cái màu cam đồng gì đó, màu đó đó mình thích, rất là thích. Mấy cái màu tối tối đó, hoặc là mấy cái màu xám, màu chu, màu rồi đỏ 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 nâu đâu này kia, nói chung là vậy. Ngộ ghê à, giờ tự nhiên lớn tuổi cái, nhưng mà phải lớn tuổi cái tuổi của mình nó đi qua cái chừng nào thì mình thay đổi theo cái chừng đó. Hồi xưa là dùng màu xanh lá cây, màu xanh két, màu xanh rực rỡ, màu vàng, màu gì cũng làm lắm hết. Oh, that walk restaurant is closed already because that's
Sắp nhiều ở đây cái nhiều. What is that? Remember walk. The restaurant was there. It closed. Now it's put it Capital Boil or something. And it's also closed. We're gonna buy this one later. Paratita? Paratita is finished. Finished paratita? Yeah. Oh, sure, I think. Who ate the paratita? Oh, paratita, you ate. You ate everything. I don't think it was me. I think it was somebody else with Poppy Pelito. Somebody else. Oh, close I to ate me, like close one or two. With Poppy Pelito. My goodness me. Mình mua cái bánh của người Trung Đông đó mọi người, mà giống như nó có cái bột mình đã làm thẳng ra, nó có bánh có bơ sẵn đó, mà mình mua được cái chỗ này rất là rẻ. Bữa mình có quay cho mọi người coi, một bịch như vậy mà có 10 đồng, mà trong khi mình mua mấy cái chợ châu Á với chợ Tây á, là nó bán cứ một tấm bánh như vậy, mỏng vậy đó, sống vậy đó, là đã 80 sen hay là 1 đồng gì một cái đó mọi người. Tại vì hình như 80 sen một cái, mình mua một bịch có bốn cái mà nó 4 cái mà nó 3 đồng mấy đó. Còn cái này, trong khi cái này là 30 cái mà 10 đồng thì cái có ba mấy sen à. Nó rẻ cái đấy. This one is like 30 cent each. The other one was 80 cent. Yeah. It's like 3 times. So cái bịch mà bữa mình mua là mình mua ở đây là nó là 10 đồng mà 30 cái. Trong khi mình mua bên kia là 20 mấy đồng rồi. Rất là mắc luôn. The guy who body shop, the Filipino guy that is fixing the car, is actually there. Where? Down there, all the way there. The in one the, that my brother just knew. In the back of Leon's? No, straight out. It's the new zone. And do you want to take the car maybe in the next couple of weeks to see what he whenever, says? Whenever I have my vacation. Medication? Vacation. Oh. Yeah, we should take it because xe của mình á, xe cũ của mình đó mọi người, xe mình đi làm á thực ra rất là cũ, mình mua từ 2000. Chiếc xe đầu tiên của mình đến bây giờ luôn mọi người, mình mua 2006 mà bây giờ là 2023, tức mười mấy năm trời mình chạy xe đó. Thì chiếc xe đó mình tới bây giờ luôn, thực sự ở ngoài do phong cái này cái nọ, người này người kia parking đụng trúng quẹt này kia của mình, giờ nó cũ rồi. Nhưng mà thực sự trong xe ghế đồ này kia còn mới hết. Nói chung còn mới hết nhưng mà thì làm gì làm nó cũng cũ, mình cần phải sửa đó. Thì lúc ban đầu á là mình tính là mua xe mới, nhưng mình có nói là mình mua xe mới. Oh wow, this year is gonna be 2 years we book for the car, right? No, year and a half. Yes, Kitty? Year and a half book? No, that was last year, Chicky. Is it last year? Yeah, how's it gonna be year and a half? Okay, last year. It was last summer. Okay, mình mua xe là từ mùa hè năm rồi. Năm nay. Yeah. Mình mua xe, mình lên mình đặt tiền đặt á mọi người, là mua chiếc xe là tháng 6, tháng 7 gì đó là mình mới đi coi xe. Thì mình book chiếc xe của nó là nó nói là tháng 6 mình đi mua, nó nói tháng 7 mình sẽ có. Mình chờ tháng 7 không có, mình lên mình hỏi nó thì nó nói ồ, xe bây giờ không có cái model đó nữa, bây giờ mày muốn thì phải tháng 12 mới có. Tháng 12 mình lên nó vẫn không có. Là đến khi tháng 12 mình lên là nó nói là tháng 7 này là mới có nha mọi người. Mà mình mua xe là thường thôi chứ không có mất tiền nha. À, mình mua xe mà hiệu Rock của Nissan á. Mà mọi người biết không, nó lên giá tới 55.000 mà cộng thuế đồ này lên hết chiếc xe gần 60.000 mọi người ha. Chưa có tính mình tính mà đến mình nếu mà mình trả hàng tháng mà đến lúc mà mình thực sự mình trả hết chiếc xe là chiếc xe lên gần 70.000 nếu mà mình trả tiền lời, tại vì tiền lời quá mắc luôn. Ở cái mà nói no không đáng, rồi thêm cái khi mà mình lên tháng 12 nó lại nói là bây giờ chiếc xe đó nó thêm lên 5.000 nữa. Nói chung là tổng cộng chiếc xe đó lên không biết nó bán cái kiểu gì á mọi người. Dạ. Yeah. You can hold them for me. Okay. Or maybe huh? Tới chỗ rồi đây mọi người.